gì vậy? Không quen tay. Thế được rồi. Vô tay không có thuận. Rồi không được rồi. Còn còn một viên đó để làm cái gì thôi? Để vô cái ô màu đỏ này nè. Rồi hiểu rồi. Vậy thôi từng viên một thôi. Từng viên thôi. Hai viên được. Hai viên đã rồi. Đúng là giải mã khó khăn cho anh trai tôi. Có một màn suy nghĩ nát óc. Thấy có em giải mã như đây, từ từ cái nút tắt này là cái gì? Không, anh chạm ánh sáng đây rồi. Anh xuống đây anh chạm ánh sáng đó. Thank you.
Rồi. Có gì muốn tối vậy? Anh à, anh sẽ soi đèn nha anh. Chặn đó. Ý là tới lửa thì anh đi qua cái lửa để em nhìn thấy đường em nhảy qua, hiểu không? Đó, cái dung nham đó. Rồi tới đợi. Nước. Bây giờ anh khoan hãy đẩy bi, anh đẩy cái thùng này qua đi, anh là lửa đó. Nhảy lên đây. Đi qua đây nè, cho nó rớt xuống. Để đi qua đó, nó sử dụng gì đâu. Rồi, từ từ
tiên là để em ăn đồ xuyên kim cương đó trước. Hả? Không, anh phải ở trên đây, kèm xuống dưới đó. Không, đẩy này trước rồi xong nó chạy xuống đây rồi mới xuống dưới. Sao mà trong lúc đó anh xuống dưới anh anh đẩy cái kia anh đẩy lại rồi anh đẩy như bây giờ thì anh gọi đi xuống. Em phối hợp với anh đi ha. Lại đi, em phối hợp với anh. Em đẩy viên bi nằm cái thùng, anh đẩy viên bi. Em đẩy viên bi, anh nằm cái thùng. Rồi, từ từ nha. À, anh lửa mà, anh phải đẩy. Tới đó đẩy lên được không? Sao mà đẩy lên được? Đi đó chứ đừng đứng yên chỗ. Vẫn có đứng yên chỗ. Phải có một thằng ở dưới nữa. Ừ. Vậy là em, dưới em đẩy cái viên bi nhẹ thôi. Anh hiểu không? Em đẩy cái viên bi nhẹ thôi. Rồi, em đẩy đi rồi em chạy xuống dưới. Ấy, không kịp. Hãy thiệt anh. Em đúng nhanh luôn á. Mà anh chậm thiệt. Từ từ, em chạy kim cương trước đây. Khó quá mọi người ơi. Khó quá, khó quá.